mai là ta là đi đó, mai cái vụ đó vậy mà 3 tháng rưỡi, chứ còn mà xương nữa chắc thôi, chắc hết đi hát đi rồi gì đâu. Có vậy đó mà 3 tháng rưỡi, vậy là chắc nó cũng bầm rồi, không ngoài đó chắc hết trơn rồi cái gì. Thì nó bầm dữ lắm chị, nó mà nó sưng rồi mỗi ngày đó em phải đi bệnh viện chấn thương chỉnh hình đó, nó kéo sắn ra chạy điện rồi đi ông kia ông bẻ. Ồ, tôi đi nhiều thầy lắm. Chế chế ra chứ sao nó bắt ra dầu thoa hoa chinh, tại vì cái người em đau nhất mà cho nên là em lúc nào cũng có dầu hoa chinh với dầu sức mũi đó. Sức mũi thì dầu đỏ đây, dầu hoa chinh. Giờ Thái. Còn cái này kẹo này, kẹo ngậm mật ong. Dạ không. Dạ ở nhà không à. Cái gì kêu bằng con hả? Trời ơi. Chị nhớ có mấy đứa em không? Trời ơi, nhỏ nhỏ mình đâu có nhớ chị, nhưng bây giờ nó thương mình thì nó lại nói, chứ mình đâu có nhớ nó thiệt tình đó. Trời ơi. Nghe tiếng nói rồi thấy mặt là mới nhớ được. Bây giờ thì cái ông Hiền, cái này làm giờ mình gửi cho mấy cô luôn đi ha. Mình đâu có lễ lọc gì đâu, phải không? Ừ. Mình không đi, mình đi dài mình gửi cho mấy cô đi. Đây phải không? Mình đây nè. Ấy giờ cuối xuống không? À, bây giờ tôi đi ngay đó. Đi chỗ khác mày. Đi đi. Giờ đi. Đi người trên này cho ngọt. Đây. Đây bên nữa. À, này đi, chàng trai này nữa. Ừ. Miếng ai thiếu nói nha. Cảm ơn. Ai thiếu nói quên. Đây, nhớ chưa? Giờ tôi mới nhớ. Con bỏ ba còn quên nữa rồi. Em ơi, hôm nay em tới đây trước là anh Hiền cùng với chị Lệ Thủy. Em thì có một phần quà là ống hồng nước anh đi nhà tư ký, với lại một bịch đó thì trong đó gồm có 2 hộp sữa, với lại một gói bánh, với lại 6 bịch cháo ăn liền anh, với lại mỗi bao thơ, mỗi bao thơ 500.000 cho các cô với lại anh chị ở đây. Cô bác ơi, bây giờ chút nữa là ở trong cái phần quà, mỗi phần quà nó có cái bao thơ 500 ngàn, nó nhớ cái ông đó. Không, để lát em phát cái bao thơ đó đi. Dạ, em muốn bỏ vô đó. Dạ. Tự luôn có ông đó, để sợ mấy người nó quên. Dạ, lát em lấy ra luôn. Dạ, có nước uống, có sữa, với có cháo ăn liền, với lại có bánh ăn sáng á, chị thực hiện chị. Với bao thơ 500 thì hả? Bao thơ 500. Dạ. Vậy là bao cháo đó nó nặng quá. Để có chút ít để cho cô chú anh chị trong này vui. Chút ít gì nặng thế mồ với chút ít gì. Bây giờ để em lệnh phát luôn. Ờ, phát luôn. Mình phát ở đây mấy người còn kia để lại cho Hiền lo. Mà nhất là cái mùa này nữa. Vô về đó là đâu có nhẹ. Có chừng,
Cái này nè, lát nữa vô ngậm cho nó khỏe. Là xăm đó anh, tèo nhưng mà xăm. Này nè, này sức tốt lắm nè, sức giò sức nhất rồi đó. Dạ, chị đi chị. Cảm ơn cô nha, cô tài. Vậy nhớ chưa? Nhớ chưa? Được rồi. Để muốn ăn chậm gì thì ăn. Quá lãng hoài lãng. Cái này là tiền. Tiền biết không, để dành muốn ăn dậm gì ăn. Chứ có người vô vui quá, mà nhất là nghệ sĩ của mình phải không, vui quá. Còn nữa kìa Lâm Sơn ơi, còn nữa kìa Lâm Sơn ơi. Hai phần quà của cô. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Nặng quá. Dạ. Cô để dưới được rồi cô. Dạ. Để dưới rồi. Rồi, để cái này à, để cái này. Bán cái này, bán đây rồi. Treo hả? Dạ, treo đó treo rồi. Treo chỗ nổi không? Lát anh nặng luôn. Dạ. Nặng dạ. Còn ba bịch kia nó hồi để lấy ra chi kia ra hồi hơi chút. Làm cho vui. Cô bà hiểu đang ra cái khoản này đó. Vậy con. Chị tặng cho chị. Cái Tùng Bạch Hải được, cái nó làm đứa con. Cái thay vì đồ giữa nó ra nó đưa tấm hình. Cái giờ là dây thu đó phải không con? Hả? Dây thu đó phải không, đứa con gái? Đứa con gái đó đưa tấm hình nó nè, con cha mẹ của con coi đi, cha mẹ của con hồi hai mươi mấy năm về trước nè. Chứ nó chưa biết cha mặt cha mẹ nó. Cái mấy thằng quỷ An Danh, Thanh Tùng, Thanh Phú, cái bốn năm thằng nó đánh bài nó thua đó. Nó thua cái nó xuống dưới biển đó, nó tắm nó chụp hình nó xả xôi. Nó chụp hình. Cái tới chiều á, thằng hình nó đem vô cho nó coi. Nó coi rồi cái nó thấy tụi nó thất cười rồi cái nó để đó. Để đó cái thằng đầu giữa nó quên có tấm hình đi, nó chạy vô tới cảnh Phương Thủy rồi chạy vô ra sẵn nó cho em mượn đi, cái mấy kia nó không được mà em đưa ra liền, mà la gì la nó cũng xách ra nó đưa, cái đưa cho ông kia, ông đưa cho Lệ Thủy. Lúc đó ai như người nào đóng hề đó đưa cho tấm hình cái đưa nhớ hình như anh Văn Trung mà anh Bảy Văn Trung á, cái đưa nè con coi đi, cái nó coi nó dở ra nó thấy năm thằng ở trần ở tuồng không à, cái nó nó quăng tiền. Cái em trong này em nói chặt bữa nay Thủy diễn vô tuồng dữ ta, nó khóc á, khóc mà không biết cái gì, ở ngoài đó người ta cũng không biết cái gì á, nó quăng cái hình đó cắm lại rồi cũng coi trời ơi. Vô cười quá, hình như bố chim không, cái thằng nào đưa cái hình này, thằng nào không có thằng nào chịu hết trơn, cái ổng coi cái hình lại ổng cúp mỗi thằng năm đêm lương. Quan mạng của người ta để mấy cái thằng đầu giữa. Mà nó coi cái nó một cái. Lúc đó nhỏ còn nhỏ chưa biết có bồ lại gì nữa. Đó là Kim Trung mấy con? Khác kia. Lúc đó hát hội với chị. Lúc đó ông hát... Kim Trung. Kim Trung nhưng mà hát mấy đoàn nhạc lại đó. Có chị Hoàng Dung, Hoàng Dung chị mới đóng vai vợ. Đó. Bà Dung mới đóng Hoàng Dung á. Hoàng Dung đóng vai vợ. Bà đóng mà bà vợ mà vợ dữ đó. Chị đóng vai vợ Cò Bằng hả? Người thế mà. Nhớ từ lúc đó tới giờ, mỗi lần tôi thấy Thủy nhớ tới tâm hình.
Dạ dạ. Mà nó đứng như nó khóc luôn, bộ trơn mắc cỡ quá. Từ giờ đó chưa biết có bồ là gì nữa mà chưa hẹn hò với ai tự nhiên thấy một cái quá mạng. Nó chạy cho mình nghĩ rồi đó, mình vui mình đỡ con đòn giống như là cái nhà mình đang chạy ha. Ừ. Cười chết luôn. Mình đâu có ở phòng ngủ như tụi nó giờ. Ở trong đòn không, rồi cái này lần quay lẫn vẫn bao nhiêu. Anh Sơn, anh nhớ đó anh Huy hát với em không? Trời ơi, sao nhớ, anh nhớ không? Chưa hôm nay là nhắc em không à? Dạ. Cái khi mà nhắc em ra, nhắc em với anh không à? Dạ. Hát đi chung nữa, đi chứ. Đã trong vàng rồi đây. Dạ, thôi trong vàng rồi. Trời ơi, nhớ hát cái tuần Quốc kêu tìm cái tuần gì mà anh Bảy Hùng Minh anh đóng vai cái chị Bảy Thanh Hương mà đóng vai mà hai cô chị em rồi đi bán qua bển, anh là cái người mà ở bên cái nước này cũng như cái tựa như Quốc kêu tìm bạn vậy đó, đem con chim quốc đi qua bển rồi nhắc nhở cô này là phải nhớ rồi phải nhớ là quê hương mình đó, là anh Sơn đóng vai kép chấp chánh bên này, còn anh Bảy thì đóng vai kép đọc chánh bên kia. Trời hay gì vậy, tuần hay quá trời hết. Quán lạnh miền Quan Thái. Quán lạnh miền Quan Thái. Sao em còn nhớ, vậy mà không quên vậy còn nhớ. Quán lạnh miền Quan Thái phải không? Vậy là anh đâu có gì, anh mấy cái xưa là anh nhớ hết trơn hả? Nhưng mà chỉ có cái nay bây giờ thì nhiều khi mình không nhớ gì ha. Mấy cái xưa bây giờ. Bây giờ em nói thiệt cho mấy cái chuyện này mà bây giờ á, gom bây giờ đừng nói đừng kể đây, đem mười mà mười một tháng hai ba tháng đem chị Hiền là chỗ khác chị cũng kể như trang vậy à, tại vì này nó in như in vô máu rồi, chưa vô đầu óc rồi, thằng nó nhớ hết trơn rồi. Mà bây giờ cái mới thì mình không có nhớ thiệt. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ kêu cái cũ rồi, bây giờ mình bắn đi cái kêu kể lại chị kể cũng y chang vậy à, nó làm như là nó sự thật, nó là sự thật vậy thôi. Với lại cái kỷ niệm đó nó sâu quá, thành ra mình khó quên được. Sương khuya mà sao tự nhiên hồi sáng này thức dậy cái tự nhiên ngồi ca chơi xong thuộc hết trơn à, thuộc lại ba câu vòng cổ liên tục nữa, tính đấy. Thôi, thuộc rồi, đấy hôm nay tôi qua tôi ca cho mấy bà này nghe chơi. Khi trời lạnh sương khuya bây giờ là người phu khuyên kiệu cưới. À, rồi sau này cứ để là người phu khuyên kiệu cưới. Con thuyết minh lại cho. Nhớ cái mặt chất vậy là. Yên lang. Đây, gương mặt truyền hình đây. Của cô Thiên Kim đây. Cô Thiên Kim. Đó, vậy chị, hồi đó là cái tuần này hát chung với chị Hồng Hoa nữa nè. Mấy cây ca cây nha. Chương Bình ơi, em về đâu có phải chăng về qua nơi thềm xưa lối cũ để tìm lại trước dương ngày gặp gỡ ban đầu, hay anh tìm chép lại dần thơ khơi dạng y thương sầu để nhớ một đêm nào tay trong tay tha thiết mắt nhìn nhau mà ước hẹn chuyện mai sau. Rồi mai đây gió lạnh với mưa sầu, em sẽ khóc cho cuộc đời gian dở, còn anh thì làm một cánh chim bạc gió cho nghìn năm đôi ngã chăng tương phùng. Phải rồi, thủy chung mà chi nữa, khi gió rừng xanh đang bão lòng và cô gái rừng xanh đang đợi bóng anh về. Anh hãy về đi cho trọn một lời thề, đừng để cô gái nhỏ của anh phải gục đầu trong giá lạnh bơ vơ. Người ta đã đợi đã chờ thì anh về đó mà làm thơ ân tình. Ở đây lá đã xa cạnh, có gì tươi đẹp cho anh mơ màng. Chuyện của tôi như thế đến đây là kết thúc, vì tôi đã không giữ tròn được chữ thủy chung. Nhưng cha tôi đã hứa hôn cùng Trương Thiếu Hà, ngày trước người đã vì một cô gái lạ bỏ rơi tôi giữa chốn rừng xanh, cho nên chuyện cũ quá thành là chuyện hôn nhân của ngày này.
tôi rồi đôi ngã từ đây. Quan sơ khép lại cho đầy mắt xanh, nhìn xa khói trắng xây thành, tưởng chừng mây trắng phủ quanh cõi lòng. Cà về thấp quá, về thấp quá cũng mệt. Chắc cốt mà chắc. Nhá yêu nguyên của đại thủy. Dạ. Tại vì thôi sáng đông mình không có ca gì cao, mà bây giờ em nói chuyện thì em không dám ca gì cao. Tại sao chị biết không? Em sợ chị Kim Ngọc á. Em nghe nói chị Kim Ngọc chỉ ca chỉ ráng quá, nhiều khi nó mình có cái bệnh mà cao huyết áp đồ kia hay này kia nó căng quá đó chị. Thì đủ nó có này kia mất công nữa. Thôi kệ cái ca thấp thấp vậy để cho nó vui. Đúng rồi. Bây giờ thì ca thấp cho nó chắc ăn hơn. Vậy mà em thí dụ mà em cho em cao lên một cái nữa là cái giọng em này lại khác nữa. Không mà chị hát cái gì này hay đó, ấm hay á. Thì cái này là mình hát không bị hút hơi, không bị mất hơi đó. Còn thí dụ mà nãy giờ em thấy là chị thí dụ như chị ca thấp nó vậy ha. Yeah. Mà bây giờ mà nếu mà chị ca cao lên coi cái giọng chị nó khác liền nè. Dạ đúng rồi. Hãy thí dụ đây. Vô đây con. Bung ra thí dụ ta hát trong cái nửa đời hưng phấn thí dụ mình ca. Giống như trẻ đó. À, đây trẻ mình ca. À, phải rồi, hồi đó đó con với chị hai mà có cái gì ba cứ nói rằng con sai con lỗi. Ừ, mà không sai không lỗi thì sao được. Vì con nè, con chỉ là một cô gái bị bỏ rơi ngoài gốc mé gốc mít, được ba lượm về nuôi cho tới bây giờ. Năm đứa thì khôn ngoan, còn đứa thì ngu khờ. Ăn nó không coi nồi, ngồi nó không coi hướng. Còn hãy con buồn, các bạn nói như ma trù. Hãy con cười, các bạn nói vô duyên. Mở miệng ra, một mang the, hai mang the nghe ngọt xớt à. Không hề nghe nó má ăn dịu nữa. Vậy mà còn luôn miệng khoe với bà con lối xóm. Con thè của tôi nó hiếu thảo vô cùng. Sau đó đó ba ông đặt con là con me con mất chân lộn ra. Bởi con hai dòng nên bên trọng bên kinh. Bây giờ ca cao mới khác nè. Ừ, đó, ca cao thì nó cũng y như rõ thôi. Đó, mà hồi còn nhỏ ca không được. Hồi nhỏ ca xuống nó tù dễ sợ lắm. Nhưng bây giờ mình ráng mình kèm chứ mình kèm cái là xuống nó cũng nhẹ nhàng chút. Vậy chị thấy giờ em vậy em còn đi hát được mấy năm nữa không? Nhiều năm chứ, năm sao được. Nhiều năm. Nhiều năm. Từ tử gì ưa sợ lắm, nhát lắm. Hồi đó năm đó cái mới có 60 làm sinh nhật. À. Sinh nhật ở đâu đây nè? Cái mời tôi lên. Cái nhà đầy đủ hết rồi cái. Hỏi gì vậy Thủy? Tụi mình già rồi chị ơi, 60 rồi, tôi nói trời ơi, mới 60 sợ già, mai mốt còn nữa nè, đừng có khóc. Mới 60 cái là khóc rồi. Không mà em nghĩ em nói nè, tụi mình đó cũng may mắn chứ hồi chị nhớ hồi đó đó, 30 tuổi là ta đã nghỉ hát hết trơn rồi. Hồi xưa đó, 30 tuổi là mấy tuổi là ta đâu còn hát nữa, tóc trẻ nó lên hết trơn đâu có hát nữa đâu. Đó cũng mai mà sao tụi mình còn hát được đi kia nói cho mình. Em thấy là đó chừng 30 ba mấy tuổi người ta nghỉ hết trơn rồi. Người ta nghỉ nhưng mà người ta còn thu dĩa. Ừ. Thu dĩa đều cái giọng nó già dữ lắm. Ừ. Nó không được như sân khấu. Sướng rồi nha. Cảm ơn con quá. Để Úc thế nào cũng điện về nói dặn con ha. Cảm ơn nhiều lắm nha con. Người đưa đò. Con là em của cô. Tới cô. Dạ biết rồi. Trước sau như một hả? Thì em nói chị nghe chị em mình đó. Mình chân thật mà mình là người miền Nam rất là chân thật không? Cười thôi chứ có gì gì đâu. Nhưng mà tôi nha, tôi làm chứng nha. Không có anh Rút ở đây tôi nói nha, tôi làm chứng nha. Là từ nhỏ cho tới lớn, cho tới khi mà anh Trúc rước về thôi chứ. Không biết có bò. Trời ơi, đi không biết có bò. Không phải sao đi cái đoàn Kim Trung làm như đó tiệc Hồng Nhan mình á. Tiệc Hồng Nhan gì? Vì Tư với ở kế bên.
phải hở ra cái là đừng có mong muốn đi đâu là tôi phải xin phép nè, tôi dắt đi nè, rồi tôi đem về nè. Nó dạ, tôi dạ, ném về là vú em của nó với nhớ bà hiền bây giờ tôi nhảy đầm đây bây giờ tôi khoái nhảy đầm với chị nó tôi biết nhảy đầm mày đi tao tao dạy dùng chạy nó chết tôi phòng lại chết chị kêu các mày đi đâu lớn nha đây đây đưa mày giờ tôi khoái mà tôi không đi đâu được hết trơn tôi mệt mà nhỏ nó nhảy ra dòm nó thích cười chết như cái hột mít mà biết là hồi nhỏ chị ốm đâu có mập đâu không mập lắm mập lắm hồi nhỏ nó mập dưỡng nó mập nhưng mà không nhưng, có sò sề như bây giờ nó mập nhưng mà nó không có bị sò yeah. Lại nhờ cái nó có duyên cái duyên của nó lắc hết người ta không thấy cái mập của nó yeah. Mập mà, nó đó mập mà nó mập rất là dễ thương mập như mấy đứa nít mà phỏng phỉnh gì đó chị mập lắm rồi đó giờ chị mập chứ không chị hồi đó đó mà còn trẻ đó mà chị đã là 48 kg rồi 48 đâu có mập đâu không hồi tôi tin giờ đó đâu mập tới hồi mà đi một tour chung đó 48 đi một tour chung đó là ăn ba cái bánh bê ba với cả trứng cả trứng của Mỹ đó em lên 64 kg wow. Trời ơi nó quá bê mập đó bắt đầu nó mập không nhưng về tới cho ấm lại mà trung bình là phải 52 kg trung bình là phải 52 kg mà kêu nó Thủy ơi bớt ăn rồi bữa nay mập rồi vợ bớt ăn sốt ruột quá ăn trước cái đã chứ sốt ruột quá thôi rồi em đi về đi từ từ đi đi về anh Sơn ơi có gì nhìn sức khỏe nha rồi em có nữa em cho nữa sáng tháng sau ngủ một trời rồi dạ. Rồi rồi đây nè cái hai cái ghế nữa ngồi mới được không rồi chị ngồi đi ngồi đây rồi ngồi vô rồi